Hello, xin chào. Nếu như bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, là môi giới, nhà đất, kinh doanh chung cư, hay đơn giản bạn đang là người cho thuê nhà, cho thuê chung cư, thì đây chính là một cái video rất là hữu ích dành cho bạn. Tại sao tôi lại nói như thế? Thì hiện tại các kênh mà chúng ta đang nhắm tới để triển khai các hoạt động marketing trong lĩnh vực bất động sản, nó bao gồm như Facebook, Google Ads, YouTube, gọi điện thoại. Và cái hình thức gọi điện thoại là hình thức rất phổ biến, vì đa số những người mới tham gia vào lĩnh vực bất động sản, những người không có trong tay nhiều về tài chính, thì gọi điện thoại là cái phương pháp đơn giản nhất mà mọi người có thể làm được. Thứ tư đó chính là sử dụng hình thức SMS marketing, tức là gửi tin nhắn tới cho khách hàng tiềm năng. Thứ ba là sử dụng các mối quan hệ hiện có. Và thứ năm, thứ sáu là gì? Tôi sẽ giới thiệu với bạn một cái xu hướng mới về marketing trong 2020, đó chính là kênh Google Maps. Vậy kênh Google Maps nó có khác biệt gì so với những cái kênh trước đây? Thì chúng ta được biết những cái kênh trước đây ấy, thì nó đòi hỏi bạn cần phải có lượng ngân sách rất là lớn. Bạn chạy quảng cáo bạn phải bỏ rất là nhiều tiền, đúng không? Sau đó thì bạn cần phải có chiến lược để chạy, bạn cần phải có chiến lược để đo lường, để tối ưu, rồi cần phải có đội nhóm để có thể là thực hiện những chiến dịch về marketing. Chứ nếu như mà bạn kéo về nhiều số mà sale mà gọi không được, hoặc là ít sale, thì nó cũng sẽ dẫn đến là nó không hiệu quả. Và nó không hiệu quả thì nó sẽ dẫn đến là ta thua lỗ trong cái việc kinh doanh. Ok. Và ngày hôm nay thì có một điều rất là tuyệt vời tôi muốn giới thiệu cho các bạn, đó chính là một cái kênh mới, hoàn toàn mới, là Google Maps. Google Maps. Vậy Google Maps có thể giúp được bạn điều gì trong marketing 2020? Thì thứ nhất, hiện tại Google Maps đang được Google ưu tiên hiển thị, tức là nếu như bạn có một cái địa điểm và cái địa điểm đó nó phù hợp với cái từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, thì nó sẽ nằm trong top Google, tức là cái trang tìm kiếm đầu tiên mà Google cho hiển thị. Nó chỉ nằm sau ở vị trí quảng cáo, và nó còn nằm trước ở vị trí SEO. Lát nữa tôi sẽ cho bạn nhìn thấy nó rõ hơn. Thứ hai là gì? Mà các bạn biết đấy, SEO thì người ta phải bỏ rất nhiều tiền. Tuy nhiên nếu như bạn sử dụng Google Maps thì nó còn nằm ở trên cái SEO cơ. Và thứ hai là gì? Nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm về mặt chi phí. Thứ ba là bạn dễ dàng vận hành, bạn chỉ cần sử dụng một cái điện thoại thôi. Bạn chỉ cần sử dụng một cái điện thoại thôi. Và từ cái điện thoại đấy bạn có thể là thực hiện các hoạt động để giúp cho cái công việc marketing của bạn nó hiệu quả và nó tiếp cận được nhiều khách hàng. Thứ tư đó là bạn khi mà bạn có chiến lược cái từ khóa ngách ấy, thì bạn sẽ là người dẫn đầu trong cái thị trường cái từ với cái từ khóa ngách đấy, và nó sẽ giúp cho bạn có được nhiều khách hàng. Đây là một kênh marketing rất là thông minh của 2020, và tôi hy vọng rằng bạn sẽ nắm bắt được nó, sử dụng nó và đạt được hiệu quả. Đừng đi sau đối thủ của mình, đừng trâu chậm nước đục, đúng không ạ? Mình thấy mới là mình phải nghiên cứu và mình phải tham gia ngay. Ok. Và bây giờ thì tôi chúng ta cùng đi một ok. Đây. Bây giờ chúng tôi đưa ra một vài cái ví dụ. Ví dụ như là mọi người sẽ sở cái từ khóa là mình sẽ nghiên cứu hành vi của khách hàng khi họ chuẩn bị mua hàng. Ví dụ như họ chuẩn bị muốn họ có tiền, họ muốn mua đất thổ cư, đúng không? Thì họ sẽ gõ cái từ khóa là mua đất thổ cư, đúng không ạ? Thì mua đất thổ cư này. Đấy, những cái đơn vị người ta làm rất là tốt. Người ta sử dụng SEO, người ta làm rất là tốt, bất động sản, alo nhà đất. Thì bạn không cần phải có nhiều tiền và không có đội ngũ để bạn tạo ra được những cái website như thế này, vì họ phải bỏ cả triệu đô họ mới có tạo ra được cái website như thế, đúng không ạ? Tuy nhiên, đó, ví dụ như là khách hàng gõ cái từ khóa là mua nhà chung cư, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị này, bên trên này nè. Trên này đó là những cái trang web nó họ sử dụng SEO rất là kinh điển đấy, và vẫn rất là nhiều tiền.
Tuy nhiên các bạn có thể thấy ở những cái vị trí đằng dưới đây, những cái vị trí đằng dưới đây, đó là những cái vị trí không mất tiền quảng cáo, không mất tiền quảng cáo nha, nhưng mà nó hiển thị ở cái trang đầu tiên của Google tìm kiếm. Và nếu như mà cái miếng đất đấy, hoặc là cái văn phòng đấy, hoặc là người bán miếng đất đấy, họ gần cái khu vực họ sinh sống, gần khu vực họ sinh sống, thì họ sẽ gọi điện để họ hỏi thăm. Đấy các bạn có thể thấy, họ sẽ gọi điện họ hỏi thăm xem là cái sản phẩm này bao nhiêu tiền, ở hình thức thanh toán như thế nào. Bạn có được một khách hàng tiềm năng với cái chi phí rất là thấp, rất là thấp. Và như bạn thấy đấy, đối với cái địa điểm map này là bán chung cư Sun Square, chủ đầu tư đúng không? Đây chỉ là một cái địa điểm thôi, và địa điểm này chưa được xác minh chủ sở hữu. Địa điểm này chưa được xác minh chủ sở hữu thì bạn có thể bị mất cái địa điểm này nếu như ai đó họ vào họ xác minh chủ sở hữu của cái địa điểm này, đúng không ạ? Và bên mình thì có thể giúp cho bạn, mà nếu như bạn đang sở hữu những cái điểm như này thì bạn ngay lập tức bạn hãy xác minh, bạn hãy xác minh những cái điểm này nó thuộc quyền sở hữu của bạn. Nếu có bất cứ cái thay đổi gì thì bạn sẽ nắm bắt được, và bạn cho phép hay không cho phép họ thay đổi những thông tin ở trên cái điểm này. Và khi nó có một cái hay ở đây này, là khi bạn không làm ở dự án này nữa, bạn chuyển sang dự án khác, thì bạn dễ dàng di chuyển cái địa điểm đấy sang một địa điểm khác. Và như vậy là mình tiếp tục, mình sẽ bán được thêm hàng ở những cái địa điểm khác. Ok. Đó, hay là ví dụ như tòa nhà chung cư B1 thì chúng ta có thể thấy là ở đây họ cũng chưa có xác định cái địa điểm này. Đó. Thì chúng ta cần phải xác minh cái địa điểm này để nó thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Bên mình thì có cái dịch vụ là giúp cho mọi người là xác minh được những cái địa điểm đấy. Nếu như bạn quan tâm thì bạn hãy liên hệ với mình. Đó, bạn cũng có thể thấy ở đây là một cái chung cư nhá. Ở đây ví dụ như là người ta sẽ sửa cái từ khóa cho thấy chung cư đúng không? Đó, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra những cái khu vực ở lân cận cái nơi mà họ tìm kiếm, đúng không ạ? Họ sẽ tìm kiếm những cái nơi lân cận, những nơi gần nhất họ tìm kiếm. Và đây ngay lập tức thì Google nó đã cho hiển thị lên này là cái văn phòng cho thuê chung cư dự án Mon City, nó cách cho mình khoảng 4 cây. Như vậy là ở đây là một cái nơi mà rất là tiềm năng. Và các bạn có thể thấy là cái doanh nghiệp này thì họ đã xác minh rồi, và họ đã xác minh rồi thì không ai có quyền chiếm đoạt cái vị trí này của họ. Ok. Còn ví dụ như cái vị trí này nó ở top 2 và họ đang chưa có xác minh, thì họ cần phải xác minh để nó thuộc quyền sở hữu của họ, còn người khác không thể lấy được. Đó. Đó, ví dụ như vị trí thứ 3 này là vị trí mà người ta đã xác minh nhưng mà nó vẫn nằm ở vị trí thứ 3. Còn vị trí thứ 2 là họ chưa xác minh nhưng nó vẫn nằm ở vị trí thứ 2. Bạn cần phải xác minh, bạn cần phải xác minh. Đó, nhưng ở vị trí bên dưới này thì gần như là họ đã xác minh hết rồi. Đó, vị trí này thì họ chưa xác minh này. Đó, thì cần phải xác minh. Đó, ví dụ như đây, khi mà khách hàng vào thì khách hàng sẽ nhìn thấy được những hình ảnh này. Đó, và ví dụ như là mình đang cho thuê căn hộ này và khách hàng thấy ok thì khách hàng sẽ alo mình, gọi điện cho mình, đúng không ạ? Chung cư mini, đúng không ạ? Đó, và dưới đây mình có thể là cung cấp thêm những cái thông tin ở bên dưới đây nữa để cho cái địa điểm của mình nó nằm ở vị trí là trên top Google. Tiếp theo, ví dụ như bạn đặt bán về đất dự án thì ví dụ họ sẽ tìm kiếm cái từ là đất dự án ở khu vực nào đấy, thì mình sẽ đặt những từ khóa ở khu vực đấy. Đó, và nó ưu tiên hiển thị những người tìm kiếm ở khu vực đấy. Chúng ta có thể thấy là ví dụ như là chúng ta kích vào đây thì dự án Dragon Plaza đó, cái này thì chưa xác minh này. Đấy, nếu như bạn đang là chủ sở hữu cái này thì liên hệ với mình để mình giúp cho các bạn có thể xác minh được cái địa điểm này. Đó, ok. Đó, họ đang chưa xác minh nhé, họ đang chưa xác minh. Và họ đang có rất nhiều số điện thoại, rất nhiều cuộc gọi từ những cái vị trí như này. Mà nhưng mà nếu như họ không xác minh ấy, thì nó sẽ dẫn đến là họ mất cái địa điểm này. Và khi mất cái địa điểm này ấy, thì họ sẽ mất doanh số, và doanh số sẽ rơi vào tay của đối thủ. Ok. Đó, ví dụ như hay là bạn đơn giản là bạn là một chủ nhà, hay là bạn là người đang kinh doanh dịch vụ là thuê và cho thuê, thì đây là một cái từ khóa rất là đắt. Ví dụ như cho thuê nhà trọ đúng không, thì bạn có thể thêm những cái từ khóa bên dưới, ví dụ như là quận Thanh Xuân này, hay là quận
Đống Đa là hay quận trong miền Nam thì quận 1, quận 2, quận 3, quận Phú Nhuận gì đấy, ABCZ thì bạn sẽ có những cái từ khóa và những cái địa điểm của bạn nó sẽ ưu tiên hiển thị và bạn không phải mất một xu tiền quảng cáo nào. Ok, bạn sẽ không mất một xu tiền quảng cáo nào, thưa các bạn. Đó, thì như cái doanh nghiệp này vẫn chưa sở hữu này. Đó, thì cần phải sở hữu. Đó, ok. Đó, các bạn hiểu không ạ? Các bạn có bất cứ thắc mắc thì bạn hãy liên hệ với mình theo số điện thoại là 0949 931 431 để mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Thì có rất là nhiều những cái hình thức marketing thì bạn có thể tham khảo thêm. Và Google Maps là một hình thức marketing mới và nó là xu hướng về marketing của 2019. Bạn mất ít chi phí. Tuy nhiên cái vị trí hiển thị của bạn thì nó rất là thuận lợi để bạn có được rất là nhiều khách hàng tiềm năng. Xin lưu ý lại là được có được rất nhiều khách hàng tiềm năng thưa các bạn. Ở đây mình sẽ cho bạn vào đây bạn xem một cái địa điểm mà mình đang sở hữu. Thì bạn có thể thấy được là ở trong cái địa điểm mình sở hữu thì nó có những cái thông tin gì, đúng không ạ? Đó, ok. Như các bạn có thể thấy là một tháng thì cái địa điểm của mình là có 4,43 nghìn lượt xem và trong đó là có 3,77 nghìn người ta tìm kiếm với cái địa điểm này, đúng không ạ? Và có 743 cái lượt hoạt động và mình có hai đơn hàng và một đơn hàng là hơn chục triệu ở bởi một cái địa điểm này. Chuyện gì xảy ra nếu như bạn có hàng chục cái địa điểm như thế này, đúng không ạ? Ở đây mình cho các bạn xem một chút nữa phần này. Đây các bạn có thể thấy ok nào, mình xuống này. Các bạn ở đây bạn có thể có những cái bạn tạo ra những cái bài đăng đó, và những cái bài đăng của bạn thì cần phải có được cái nguyên tắc là chuẩn SEO thì bạn cần thì mình sẽ gửi cho bạn cái tài liệu về cái việc bạn là sẽ viết làm sao để cho nó chuẩn SEO để cho cái Google Maps của bạn nó lên, đúng không ạ? Đó, ok, cập nhật các tất cả những cái thông tin vào đây. Đó, ở đây nó thống kê đây nha. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó thống kê cho các bạn được là những cái hành vi người dùng họ truy cập vào trong cái địa điểm của bạn là cái gì, đúng không ạ? Đó, như vậy là cái từ photobooth là cái từ họ tìm kiếm nhiều nhất. Như vậy là bắt buộc cái từ khóa mình đặt ra thì phải là cái từ khóa đầu tiên nó là photobooth, người ta mới tìm kiếm được nhiều. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Ok. Đó, tiếp theo nào. Đánh giá này, đó, đây là những cái đánh giá. Thì bạn có thể nhờ các bên người ta sử dụng cái dịch vụ là review, hoặc bạn hãy sử dụng những cái nick, những cái Gmail phụ của bạn để bạn review. Khi bạn review đánh giá 5 sao nhiều thì nó sẽ ưu tiên hiển thị trên cái công cụ của Google. Và cái app này thì là có thể sử dụng ở trên điện thoại, đúng không ạ? Đó, còn rất là nhiều điều thú vị là. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho bạn tạo ra một cái website hoàn toàn miễn phí như thế này. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp, đúng không ạ? Đó. Và website này thì index rất là nhanh trên công cụ tìm kiếm của Google. Ở đấy là một cái điều vô cùng là tuyệt vời, thưa các bạn. Đó. Và mình tin bạn là người nắm bắt được cái xu hướng và bạn là người dễ dàng tìm kiếm những cái cơ hội mới, những cái công cụ marketing mới để giúp cho cái việc bán hàng của bạn nó trở nên dễ dàng hơn. Bạn có được nhiều đơn hàng hơn, nhiều cái hàng tiềm năng và nhiều đơn hàng hơn. Và cái cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn. Đấy cũng là cái điều mình mong muốn. Và nếu bạn quan tâm và bạn cần một người có thể giúp bạn tạo ra được những cái vị trí, những cái địa điểm để bạn có thể ở trên top Google, hay bạn ở bên phía phải của Google, hay là đơn giản là một cái địa điểm ở một cái vị trí mà bạn đang kinh doanh, hay bạn để một cái vị trí là ở căn nhà của bạn, đơn giản là nhà của tôi, nhà của Hùng, nhà của Hoàng, nhà của Nga, nhà của Mi, ABCXZ, đó, hãy liên hệ với tôi sẽ giúp bạn trong vòng 24 tiếng, trong vòng 24 tiếng xác minh cái địa điểm đấy thuộc quyền sở hữu của bạn, và quyền sở hữu của bạn là vĩnh viễn, và là vĩnh viễn thưa các bạn, là tồn tại mãi mãi ở trên cái vị trí Google Maps đó. Ok, xin chào, cảm ơn bạn đã theo dõi cái video này. Nếu như bạn ủng hộ
hãy ủng hộ mình, và thấy nếu như bạn thấy kiến thức của mình chia sẻ nó mang lại lợi ích cho bạn thì bạn có thể like hoặc để câu hỏi ở bên dưới, đồng thời subscribe cái kênh của mình. Rất là cảm ơn bạn đã nghe cái video này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.